Hôm nay 13 tháng 2, tức mùng 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội. Cùng đi với Tổng Bí thư có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long, trời đất giao hòa, mừng Đảng, mừng xuân mới Giáp Thìn 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ trước anh linh các bậc tiền nhân có công với nước về những thành quả xây dựng phát triển đất nước, cầu mong cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no hạnh phúc. Các đồng chí lãnh đạo nguyện quyết tâm phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến anh hùng của Thăng Long Hà Nội, những giá trị di sản quý báu của dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc, bồi đắp truyền thống lịch sử văn hiến lâu đời của dân tộc, lưu truyền đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn mỗi cán bộ, công nhân viên khu di tích phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp sức mình gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long Hà Nội, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.